quay trở lại với kênh của chị Bibi. Hôm nay lại là một video về tô tranh cát. Thì chị Bibi sẽ tô một bức tranh có hai bạn thỏ đang ngồi chơi với nhau. Đầu tiên là chị Bibi sẽ tô phần viền đen cho bức tranh trước. Đây là bước mà chị Bibi thấy bóc phần băng dính ra rất là khó và chúng mình phải hết sức cẩn thận. Sau khi tô phần viền xong thì chị Bibi sẽ tô màu lông, bộ quần áo của hai bạn thỏ. Sẽ có một bộ lông màu xanh. Sẽ có cái tai màu cam rất là rực rỡ. Chị Bibi sẽ chọn bóc những mảng giấy có màu giống nhau này để phủ cát một lần thôi. Như vậy thì chúng mình có thể hoàn thiện bức tranh một cách nhanh nhất. Hoàn thành xong, hai bạn thỏ cũng là nhân vật chính của bức tranh thì chị Bibi sẽ bóc lớp giấy ngoài cùng để tô màu nền cho bức tranh nhé.
Cuối cùng thì chị Bibi cũng đã hoàn thành xong bức tranh của mình rồi. Nếu các em thích chị Bibi tô màu bức tranh nào thì hãy comment ở phía dưới nhé. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.